Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai ngày 25 tháng 3 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại chỉ còn tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,08%, giao dịch ở mức 2.167 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng nhẹ đứng ở mức 104,35 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 2,52%, giao dịch ở mức 67.498 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ đứng ở mức 4,214% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng, giao dịch ở mức 81,15 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Trong tuần trước, giá vàng trên thị trường thế giới đã lập kỷ lục mọi thời đại khi vượt qua ngưỡng 2.200 đô la Mỹ trên một ounce. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên dự báo sẽ giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, sau đó áp lực chốt lời và xuống tăng giá của đồng bạc xanh khiến giá vàng trượt khỏi đỉnh giá này. Trong một báo cáo cách đây ít ngày, nhà phân tích thị trường cấp cao David Morrison của công ty Chainalysis cho rằng xuống tăng giá của đồng bạc xanh đang là một rào cản lớn đối với sự tăng giá của vàng. Điều này cùng với nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư đã mua vàng từ đầu tháng đang đặt ra áp lực mất giá với vàng trong ngắn hạn. Ông Morrison nhấn mạnh, việc đồng bạc xanh tăng giá ngay cả khi mà Fed giữ nguyên triển vọng cắt giảm lãi suất, sự tăng giá này của đồng bạc xanh cho thấy rằng không chỉ Fed mà các ngân hàng trung ương khác cũng đang tiến tới hạ lãi suất. Tuần vừa rồi, ngân hàng trung ương Thụy Sĩ cũng đã bất ngờ hạ lãi suất khi mà các ngân hàng trung ương lớn đều hạ lãi suất, đồng bạc xanh sẽ được ưa chuộng trở lại, vàng sẽ khó tăng giá nếu đồng bạc xanh tiếp tục mạnh lên, theo ông Morrison nói. Tuy nhiên, theo trang Kiko News, một số nhà phân tích khác cho rằng nhà đầu tư nên tiếp tục tập trung vào xuống tăng giá của vàng trong dài hạn. Theo ông Na Evan Lam, giám đốc đầu tư của công ty Say Capital Market nhận định giá vàng vẫn có tiềm năng tăng cao hơn. Giá vàng vẫn chưa qua đỉnh, chúng tôi cho rằng yếu tố quan trọng đối với vàng là định nghĩa của Fed thế nào là lãi suất bình thường. Tức là mức lãi suất mục tiêu của họ, Fed đang gửi đi một tín hiệu mềm mỏng rằng mức lãi suất trước Covid của họ là cao. Nếu Fed giảm lãi suất xuống thấp hơn so với trước đại dịch, chúng tôi kỳ vọng giá vàng sẽ tăng cao hơn nhiều, theo ông Adlam nói. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Đến thời điểm phiên chiều ngày hôm nay, mặt hàng vàng miếng SJC trong nước tiếp tục suy giảm, còn mặt hàng vàng nhẫn buộc số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn trong xuống tăng nhẹ. Cụ thể như quý vị và các bạn đang theo dõi trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 77,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm tới 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng mua vào mức 77,90 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 79,92 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hay gọi là PNC mua vào mức 77,80 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 79,80 triệu đồng trên một lượng, giảm 200.000 đồng trên một lượng mua vào, 500.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Với PNC Hồ Chí Minh giảm 300.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 500.000 đồng trên một lượng với PNC Hà Nội. Với mặt hàng vàng nhẫn buộc số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang mua vào mức 67,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,25 triệu đồng trên một lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Tuy nhiên thì mức giá này cũng đã giảm nhẹ một chút so với thời điểm buổi trưa ngày hôm nay. Hiện tại đang áp dụng cho giá nhận buộc số 9 từ 1 đến 5 chỉ, với giá nhận buộc số 9 loại từ 0,3 đến nửa chỉ của công ty này mua vào mức 67,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,35 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 68,54 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 69,74 triệu đồng trên một lượng, tăng 310.000 đồng trên một lượng cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các hàng thương mại đến thời điểm đầu giờ chiều nay vẫn trong xuống suy giảm, giảm 30 đồng trên đô la Mỹ cả chiều mua vào và chiều bán, mua vào mức 24.550 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.920 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 25.490 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.590 đồng trên đô la Mỹ, tăng 20 đồng trên đô la Mỹ mua vào, tăng 40 đồng trên đô la Mỹ bán ra. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi chiều ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 đến 10 lượng, mua vào 7.790.000, bán ra 7.990.000.
giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua, 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào, 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán ra. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại vẫn duy trì mức cao ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.790.000, bán ra 7.992.000, giảm 10.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. PNG Hồ Chí Minh và PNG Hà Nội mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, giảm 20.000 ở chiều mua, 50.000 ở chiều bán ra với PNG Hồ Chí Minh, giảm 30.000 ở chiều mua vào, 50.000 ở chiều bán ra với PNG Hà Nội. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SCC mua vào 7.790.000, bán ra 7.980.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.795.000, bán ra 7.975.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Mi Hồng SCC mua vào 7.830.000, bán ra 7.950.000, giảm 20.000 ở chiều vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.810.000, bán ra 7.980.000, tăng 40.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.780.000, bán ra 7.980.000, giảm 30.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.790.000, bán ra 7.992.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác hiện tại cũng suy giảm 100.000 đồng trên một lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2 triệu cho đến 2.060.000 đồng trên một lượng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.790.000, bán ra 7.992.000. STC Huế mua vào 7.787.000, bán ra 7.992.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.790.000, bán ra 7.990.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.790.000, bán ra 7.992.000. STC Phan Rang, Hạ Long, Quảng Nam mua vào 7.788.000, bán ra 7.992.000. Cuối cùng là giá nhận được số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này tăng trong khoảng từ 63 đến 150.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 6.300 đến 15.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng, và đang được niêm yết như sau. Nhận được số 9 từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 6.795.000, bán ra 6.925.000. Nhận được số 9 loại nửa chỉ, mua vào 6.795.000, bán ra 6.935.000. Vàng bốn số 9 mua vào 6.785.000, bán ra 6.875.000. Cùng tăng 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.656.9 nghìn, bán ra 6.806.9 nghìn, tăng 14.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 4.971.8 nghìn, bán ra 5.171.8 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.823.5 nghìn, bán ra 4.023.5 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.682.2 nghìn, bán ra 2.882.2 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.